Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn là một cái vấn đề, đó là tại sao là cái chân G này của MOSFET này người ta sẽ cho nó một cái vòng bằng ferrit, người ta sâu vào đây để mục đích là tích trữ gì. Đấy. Đây, nó dán keo đây, các bạn nhìn thấy nó có một cái vòng tròn không? Đấy. Cái vòng tròn này bằng ferrit nhé. Đây, mình rút ra. Và tại sao nó lại lắp ở chân G của cái MOSFET này? Đây thì từ cái IC, những cái loại mà sử dụng IC dao động kết hợp với MOSFET ấy, thì ở cái G này người ta phải lắp một cái vòng, một cái xuyến, cái vòng tròn xuyến bằng ferrit để nó triệt tiêu nhiễu những cái nguồn xung ấy, mà cái cực G này này mà bị nhiễu, can nhiễu thì nó rất dễ dẫn đến là chập MOSFET này, chết cái MOSFET này. Thế là những cái bạn nào mà sửa nguồn xung ấy, cái loại mà có IC này này, muốn đo được cái dao động tại cực G này bằng cái thang đo 10 VDC ấy, đấy, đấy, thì các bạn phải hút hở cái chân G này ra, đấy. Hút hở chân G này khỏi IC ra và các bạn đo ở trên chân của IC so với mát thì các bạn xem được cái kim dao động, các bạn biết được là dao động nó có hay không. Đấy. Còn nếu mà các bạn để cực G này này quay đỏ vào cực G, quay đen vào mát thì cái hiện tượng mà các bạn động tay vào cái cực G này nó cũng dẫn tới là nổ MOSFET ngay lập tức. Đấy, nên là người ta trong lĩnh vực mà sửa nguồn xung ấy thì người ta phải hút hở cái chân IC để đo cái dao động, và người ta còn chống nhiễu bằng cái việc người ta sâu một cuộn cảm vào. Đấy. Đấy. Đây, những cái máy mà những cái thiết bị đắt tiền tốt thì người ta làm thế, còn những cái mạch nguồn xung rẻ tiền thì nó sẽ tiết kiệm, nó sẽ không có cái xuyến này cho các bạn đâu. Thì về trên là mình đã trình bày cho các bạn lý do vì sao là cái MOSFET trong nguồn xung thì phải có cái xuyến chống nhiễu. Thì qua cái bài giảng này mình cũng chúc các bạn thành công và thêm một cái hiểu biết về cái nguồn xung này. Mình sẽ có một cái bài giảng tiếp theo về nguồn xung.